Chơi cho ai? Giờ mẹ đưa hai anh em con ra nhà bạn gái chơi. Con đi không? À, đi à? Nhưng mà mình không thể đi tay không được. Mình phải mua ít quà đi. Thế con dự định mua bao nhiêu? Oh, mua 100 mà. Rồi. À, thế còn còn anh sao? Hả? À, còn anh sao? Dự định mua bao nhiêu? Để xem bạn ấy đi sắp xếp như nào nào. Được 1 đồng, kỳ bo thế à, 1 đồng mua được cái gì, đi lấy thêm đi, lấy đồng to nhất đấy à. Lại được 5 đồng, tổng là 6 đồng đủ không? Đủ à? Thôi được rồi, chúng ta đi thôi à. Lại gì nữa? Phải ăn à, ăn xong mới đi à? Hả? Thế đi ăn, đi ăn để đi Sư nha. à,